Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên em xin kính chúc anh em một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe anh em nhé. Anh em đón xem clip của em thì hãy ủng hộ cho em xin một chút like và một chút đăng ký kênh. Và anh em nhớ ấn vào quả chuông thông báo, nó sẽ thông báo những clip mới nhất của em đến máy của anh em nhé. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em là hai chú chim mộc dở được khoảng tầm 15 lồng anh em nhé. Nó thuần khoảng tầm 85-90%. Hai bé này là siêu lân anh em nhé, màu siêu lân, cực vip luôn. Đây là em số 1 anh em này. Lông thay thì được khoảng tầm nó rơi được khoảng tầm 60%. Đây lông đuôi đang ra lốt này, lông màu đang ra lốt này. Anh em nhìn, có thể nhìn cận cảnh em nó này, em quay gần cho anh em xem. Màu cực dày luôn. Cái màu nó to hơn đầu. Màu dày cộp mà siêu lân anh em nhé. Đây là màu chưa lên hết đấy. Em quay sang cạnh sườn này cho anh em mà nhìn rõ cái màu của em nó này. Đang lên tua tua anh em nhé. Màu siêu lân. Chim bắt đầu lột lông rừng. Đây anh em có thể ngắm kỹ cái bóng bộ em nó. Để chim đang thay lông này nó cũng chưa có lửa đâu. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em. Thế anh em nào có nhu cầu mà thấy hợp với túi tiền của anh em thì anh em cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại em để trên góc màn hình anh em nhé. Em chim số 1 này là em chuyển nhượng cho anh em với giá là 2.200.000. 2.200.000 anh em nhé. Em thì vẫn có ship đi tất cả các tỉnh cho anh em. Con chim này thì mò mỏng, màu dày, yếm đậm, lông rất mỏng anh em nhé. Anh em nhìn quả màu đủ uy tín chưa? Thế nhiều anh em, nói chung là anh em nào cảm thấy hợp với túi tiền của anh em thì anh em mua. Còn anh em nào mà thấy giá thành nó không hợp lý với anh em thì anh em có thể vào xem giải trí, xem thư giãn. Tránh bình luận những từ khiếm nhã nào thì chim rất vàng à. Tất nhiên là con chim ấy, con chim nó vô giá, nó không có giá nào, giá là do người mua và người bán thỏa thuận với nhau. Em bắt cao thì em để cho anh em là giá cao. Và những con chim thứ nhất là cái màu, cái bóng bộ đẹp thì giá thành nó phải cao. Còn những con chim có khi là bình thường 200-300 nghìn cũng có, nhưng mà những con chim đấy nó chỉ bóng bộ bình thường chứ rất là không đẹp. Thật ra nhiều anh em vào cứ bình luận những cái từ ngữ nó không được hay. Nói chung là thuận mua vừa bán thôi. Anh em thấy gọi là hợp với túi tiền của anh em thì anh em mua. Còn anh em thấy không hợp với túi tiền của anh em thì anh em có thể bỏ qua. Cái đấy không ai bắt ép được. Thật ra là anh em không nên bình luận những cái từ ngữ nó không hay. Đây, để tập trung về con chim, hai con chim hôm nay. Đây là em chim số 1. Đấy, anh em có thể ngắm cái bóng bộ em nó. Lông rất chìa mỏng anh em nhé. Chú chim này là chim đèo thắc ngà anh em nhé. Chim giáp Thái Nguyên với Lạng Sơn. Chim đèo này thì thường thường cái lông người nó rất chìa trắng. Cổ trắng, lông người trắng. Đây, hôm nay em lên trên dân em tuyển được cho anh em đấy. Đây, em quay cận cảnh này. Cận cảnh cho anh em xem này. Lông mỏng, yếm đẹp. Màu siêu lân anh em nha, gốc màu cực dày, mỏ màu tang luôn. Đây, lông lá thì được khoảng 50-60%. Bắt đầu lột lông rừng anh em nhé. Để thay cái bộ lông này là nó được gọi là một mùa lồng. Đây, xong bộ lông này là anh em có thể chơi được rồi, nó cũng thuần tương đối rồi. 85-90% rồi, nó không phải là mộc tinh nữa. Nó là mộc dở rồi. Chim thì vẫn của một chủ thôi, chưa được khai thác hay tiếp gì cả, vì nó chỉ là một chim mộc dở, chưa được chăm bẵm chế độ gì cả. Đây, gọi là em bắt cái bóng bộ cho anh em. Đấy, anh em có nhu cầu tuyển em nó về gọi là chăm sóc thêm, dưỡng cái bộ lông cho lột lốt lông rừng này, alo cho em. Đấy, em báo phí lại cho anh em là chú chim này em chuyển nhượng cho em là giá 2.200.000 anh em nhé. Chúc anh em thấy hợp với túi tiền của anh em thì cứ nhấc máy alo cho em. Thấy bóng bộ em quay cận cảnh cho anh em tự thẩm con chim như nào, để em quay cận cảnh cho anh em rồi, cũng không cần phải nói thêm nữa, anh em có thể tự thẩm được. Nói chung rất chất lượng luôn, màu đẹp, rất lanh chim. Thế anh em đón xem clip của em thì gọi là bớt chút thời gian cho em xin một chút like, một chút đăng ký kênh. Và nhớ ấn vào quả chuông thông báo anh em nhé.
Anh em là có nhu cầu em cũng nói trên tất cả các clip rồi. Em thì có nhận chuyển khoản không nhận tiền nhà xe anh em nhé. Anh em nào thấy tin tưởng em thì bắt bắt em nào thì cứ chuyển khoản giúp em. Và đây là em số 2 anh em nhé. Em số 2 là màu lân VIP. Cũng thay lông được khoảng tầm 30-40%. Con này thì bụng cực to anh em nhé. Lưng tôm, hầu bò, bộ to dài, màu VIP luôn anh em nhé. Đang đổ tôm rừng, phao câu cực lở luôn, trường chim, chim cực già rừng anh em nhé. Đây anh em có thể thẩm thực tế trên clip em quay. Và chú chim này em cũng báo giá luôn công khai cho anh em. Em chuyển nhượng cho anh em là 2,5 triệu anh em nhé. Màu lân cực VIP luôn, màu gốc màu nó dày lắm, nó cao vút cơ. Đây là con nó con rụng nó đang mọc lên nhỉ, anh em có thể nhìn thấy nó đang mọc tua tủa lên. Màu này là lân nhưng mà cực cao luôn, bộ to, lưng tôm, hầu bò yếm đậm. Đây lông đuôi nó cũng đang thò ra hết rồi. Nói chung là nhanh thôi, chim này thì chắc cũng mất khoảng tầm gọi là nửa tháng đến một tháng là hoàn thiện bộ lông rồi, thì nó phun cái lông măng lên rồi nó nhanh lắm. Nói chung là hai em chim hôm nay là hàng cực kỳ VIP rồi. Đấy, anh em có nhu cầu tuyển hai em nó về chăm sóc thêm thì cứ nhấc máy alo cho em. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và tin tưởng em trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn anh em vào clip tiếp theo nhé.